đèo Bảo Lộc. Đang mưa rất là lớn, lũ nhiều rất là. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Duy Anh, trưởng văn phòng quản lý đường bộ 4.1, cho biết đơn vị đang tổ chức hướng dẫn điều tiết và tạm đóng đèo Bảo Lộc vì thời tiết quá xấu, khối lượng sạt lở quá nhiều. Xe cộ từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi theo hướng quốc lộ 28B, 28 và 55 về cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết, Dầu Dây. Ở chiều ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh lên cũng sẽ ra cao tốc và lên các tuyến đường trên. Ông Duy Anh thông tin thêm, các đơn vị liên quan đang huy động toàn bộ thiết bị để khắc phục. Hiện tại thời tiết rất bất lợi khi mưa lớn dai dẳng nên tiến độ có chậm. Cùng với đó trời sắp tối nữa nên anh em đang rất cố gắng hết sức để khắc phục. Chiều 30 tháng 7, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các hãng xe khách lớn Phương Trang, Tiến Oanh cho biết tình trạng sạt lở khu vực đèo Bảo Lộc khiến xe cộ không thể lưu thông cả hai chiều. Hàng loạt xe khách phải quay đầu chứ không dám qua đèo, hành khách rất lo lắng. Để khắc phục tạm thời, các hãng xe bắt buộc thay đổi lộ trình tuyến, hạn chế ảnh hưởng đến chuyến đi của hàng ngàn hành khách. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline cho biết sau khi nhận thông tin đã lập tức điều hướng khoảng 100 xe khách của hãng cả hai chiều chuyển sang đi quốc lộ 28B thông qua cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn hãng xe Tiến Oanh có 4 xe khách bị kẹt lại không qua đèo Bảo Lộc được, hiện hãng xe này yêu cầu tài xế thay đổi hướng đi qua quốc lộ 14. Cạnh đó, hãng xe Thành Bưởi thông báo đến hành khách do sạt lở đèo Bảo Lộc nên xe đi lộ trình mới. Cụ thể, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt, xe đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sau đó rẽ vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đến nút giao Ma Lâm quốc lộ 28 thì rẽ trái ra quốc lộ 28, Di Linh thành phố Đà Lạt. Hướng thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh, xe đi quốc lộ 20, ngã ba Tam Châu Di Linh, quẹo trái vào quốc lộ 28, cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh. Hãng xe này cho biết riêng khách đã mua vé xuống trạm thành phố Bảo Lộc sẽ được trung chuyển từ các điểm khác về sau.